nhân dân. Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và thương yêu của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Trong kính quý cha, quý thầy, quý cô, quý ông bà và anh chị em, chúng ta tạ ơn Chúa. Một lần nữa Chúa mời gọi chúng ta đến để cùng hưởng niềm vui, hạnh phúc và tình yêu với Ngài. Chúng ta cùng dâng một tuần mới lên cho Chúa, nhất là dâng lên Chúa gia đình, cuộc sống cũng như tất cả cuộc đời của mỗi người chúng ta. Đặc biệt trong giây phút này chúng ta cũng cầu nguyện cho quốc gia của chúng ta đang sống ở đây. Nhân dịp cuối tuần này cùng mừng lễ độc lập, chúng ta xin Chúa luôn thánh hóa và giúp cho quốc gia này được luôn luôn biết tôn trọng sự sống, luôn biết sống theo đúng tinh thần của Chúa đã đặt để trong cuộc sống của con người. Giờ đây chúng ta cùng thành tâm thống hối mọi lầm lỗi thiếu sót mà chúng ta đã phạm mất lòng Chúa. Tôi thưa nhân cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng chính các thiên thần, các thánh và anh chị em cần cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tôi và dẫn đưa chúng ta tới sự sống muôn đời. Amen. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Thiên Chúa trên cả tầng trời và bình an dưới đây cho người thiên thần. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa. Chúa là lớn thay.
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, nhờ con Chúa hạ mình xuống, Chúa đã nâng loài người xa ngã lên. Xin rộng ban cho các tín hữu Chúa niềm vui thân thiện này. Chúa đã thương kêu họ ra khỏi vòng nô lệ tội lỗi. Xin cũng cho họ được hưởng phú trường sinh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiện trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Này vua ngươi khiêm tốn đến với ngươi. Bài trích sách tiên tri Zacharia. Đây Chúa phán: Hỡi thiếu nữ Sion, hãy nhảy mừng. Hỡi thiếu nữ Jerusalem, hãy reo mừng. Này vua ngươi đến với ngươi, ngươi là đấng công chính và là đấng cứu độ. Ngươi khiêm tốn ngồi trên lừa con của lừa mẹ. Ngươi đã loại bỏ các chiến xa khỏi Ephraim và ngựa khỏi Jerusalem. Cung tên chiến trận sẽ được phá hủy. Ngươi sẽ công bố hòa bình cho các dân tộc. Quyền bính của người sẽ bành trướng từ biển này đến biển nọ, từ sông Cái đến tận cùng trái đất. Đó là lời Chúa. Trích thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma. Anh em thân mến, anh em không sống theo xác thịt nhưng sống theo tinh thần. Nếu thật sự Thánh Thần Chúa ở trong anh em, nếu ai không có Thánh Thần của Đức Kitô thì kẻ ấy không thuộc về người. Và nếu Thánh Thần của Đấng đã làm cho Đức Giêsu Kitô từ cõi chết sống lại ở trong anh em, thì Đấng đã làm cho Đức Giêsu Kitô từ cõi chết sống lại cũng cho xác phàm hay chết của anh em được sống nhờ Thánh Thần người ngự trong anh em. Anh em thân mến, chúng ta không phải là những kẻ mắc nợ xác thịt để chúng ta sống theo xác thịt. Vì chưng nếu anh em đã sống theo xác thịt, anh em sẽ phải chết. Nhưng nếu nhờ thần trí mà anh em đã giết được các hành động thân xác thì anh em sẽ được sống. Đó là lời Chúa. Hallelujah.
phán, con chiên ta thì nghe tiếng ta, ta biết chung và chung theo ta. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Chúa Giêsu lên tiếng nói rằng: Lạy Cha là Chúa trời đất, con xưng tụng Cha, vì Cha đã giấu không cho những người hiền triết và khôn ngoan biết những điều ấy, mà lại mặc khải cho những kẻ bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì ý Cha muốn như vậy. Mọi sự đã được Cha ta trao phó cho ta, và không ai biết con trừ ra Cha, và cũng không ai biết Cha trừ ra con, và kẻ con muốn mặc khải cho. Tất cả những ai đến với ta, tất cả hãy đến với ta, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi. Hãy mang lấy ách của ta và học cùng ta, vì ta dịu hiền và khiêm nhường trong lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ gặp được bình an. Vì ách của ta thì êm ái, và gánh của ta thì nhẹ nhàng. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Trong kính quý cha, quý thầy, quý cô, quý ông bà và anh chị em, nhìn vào cuộc đời của các tông đồ, chắc Chúa Giêsu hiểu thấu các ông hơn bao giờ hết. Ngài cảm thấy một cuộc đời dường như có nhiều khốn khó, đau khổ, căng thẳng chăng? Để rồi lời mời gọi của Chúa ngày hôm nay: hãy đến với ta, hỡi những ai lao đao và vất vả, đến để Chúa bổ sức. Chắc chắn trong giây phút này, mỗi người chúng ta cũng có những nỗi lo âu khắc khoải riêng, những gánh nặng. Gánh nặng trong cuộc sống gia đình, gánh nặng trong đời sống cá nhân. Gánh nặng vì cuộc đời có nhiều những khó khăn, thân xác đau ốm bệnh tật. Lời mời gọi của Chúa thật là thiết thực cho mỗi người chúng ta trong giây phút này: hãy đến cùng Chúa, hỡi những người khó nhọc và gánh nặng. Chúa đang bổ sức cho mỗi người chúng ta. Ngài bổ sức bằng chính thịt và máu thánh của Ngài. Ngài bổ sức bằng chính đời sống yêu thương tràn đầy hy vọng dành cho mỗi người chúng ta. Để như thế, chúng ta sẽ tìm được một nguồn bình an đích thực để tiếp tục sống cuộc đời của mình một cách trung thành, bền bỉ theo Chúa. Vậy để cho cuộc đời này bớt khổ hơn, để cho tất cả những người sống bên cạnh của chúng ta tìm được niềm vui và hạnh phúc hơn, và để cho cuộc sống của chúng ta không bị khó nhọc và gánh nặng nhiều, và anh chị em của mình cũng như thế, thì hãy học cùng Chúa như lời mời gọi của Ngài: hãy học cùng ta, vì ta dịu hiền và khiêm nhường trong lòng. Sự dịu hiền và khiêm nhường phải chăng là một đức tính để làm cho cuộc đời của chúng ta được bình an? Như chính Chúa đã nói, tâm hồn các ngươi sẽ gặp được sự bình an. Nói đến sự hiền lành và khiêm nhường trong lòng, thì có thể là trong thời nay, khi chúng ta phải buông chen với cuộc sống này, chúng ta dường như thấy nhân đức này không còn thích hợp, không còn hợp thời. Vì có nhiều người nói thời nay mà chưa sống hiền lành, sống khiêm nhường thì làm sao mà làm ăn được, làm sao mà có thể vươn lên với cuộc sống cuộc đời này được, làm sao mà có chỗ đứng được. Mình phải cạnh tranh, phải bon chen, phải nhiều mưu mô, nhiều xảo quyệt thì mới có chỗ đứng, mới có những công việc tốt lành được. Nhưng thực sự lời mời gọi của Chúa rất là thiết thực và cần thiết. Khi chúng ta đọc kỹ lại, chúng ta tìm hiểu lại,
Hai cái nhân đức này mà Chúa Giêsu nói thì khiến chúng ta cũng phải đặt ra trong cuộc sống của mình. Bằng cách nào để cuộc đời của mình cũng phải có được những cái nhân đức này? Đối với Thánh Francisco de Sales thì Ngài cũng nói rằng cái nhân đức hiền lành và khiêm tốn này là một trong những điều mà khiến cho tất cả những cái điều gì trong cuộc sống của chúng ta được mãn nguyện. Không nhân đức nào làm gương sáng bằng nhân đức hiền lành và khiêm tốn trong lòng. Và cũng cái cách sống hiền hòa và yêu thương điều độ khiêm tốn ấy mới có một cái năng lực thật là mãnh liệt, thì mới có thể truyền hóa, mới có thể cảm hóa được lòng người, mới có thể thu hút được lòng người, mới có thể làm cho tâm hồn của họ được mềm nhũn và được trở về với cuộc sống tốt lành và thánh thiện được. Cho nên khi nói đến nhân đức này, chắc chắn Chúa Giêsu đã trải qua, đã kinh nghiệm trong cuộc đời của Ngài, và thực sự Ngài đã sống với những điều đó. Xuyên suốt trong các bài đọc ngày hôm nay, các thánh sử đề cao cái nhân đức hiền lành và khiêm tốn. Như trong bài đọc thứ nhất, chúng ta thấy được Alexander Đại Đế, khi Ngài đã chiến thắng được nước Babylon và đã đưa đế quốc Hy Lạp lên làm bá chủ, thì nhiều người mới nói rằng Alexander Đại Đế này phải chăng là một đấng Messiah đã đến để giải thoát dân tộc, thoát khỏi những sự kìm kẹp của nô lệ chăng? Nhưng không. Thiên Chúa của chúng ta đến với dân tộc này trong bài Phúc Âm đã nói rõ, đấng Messiah không phải là vua, không phải là vua chiến tranh, nhưng là vua hòa bình. Không phải là vua kiêu kỳ, nhưng là vua khiêm tốn. Không phải là vua lúc nào cũng chỉ muốn thích giết, chỉ muốn làm hại mọi người, nhưng là vua hiền lành, vua lúc nào cũng đem lại ơn cứu độ cho con người. Ngay cả lời trong bài Đáp Ca cũng đã nói, Thiên Chúa là đấng nhân ái, từ bi, chậm bất bình và đầy ân sủng. Chúng ta thấy rất rõ được điều đó trong cuộc đời của Chúa Giêsu Kitô. Khi Ngài đến bất cứ ai, khi Ngài làm bất cứ điều gì, cũng chỉ thể hiện tâm hồn của một con người khiêm tốn, hiền lành. Một con người khiêm tốn, hiền lành khi đã hạ mình, khi đã chấp nhận là một con người như biết bao nhiêu người khác, khi đã chấp thuận thân phận của mình như là một người nô lệ, khi đã cùng đồng hành, cùng đồng bàn, cùng ăn uống, cùng đi, cùng hòa đồng với tất cả con người ở nơi thế gian này. Cho nên phải chăng là nhân đức hiền lành và khiêm nhường đã nằm trong cuộc đời của Chúa Giêsu Kitô khiến cho chúng ta thấy công việc thành công trong cuộc đời rao giảng tin mừng của Ngài đã một cách rõ nét nhất, đó là khi Ngài thể hiện đời sống hiền lành và khiêm tốn trong cuộc đời của Ngài. Đức Tổng Giáo mục Timothy Dolan, Tổng Giáo mục ở địa phận New York, Ngài nói một câu mà khiến cho biết bao nhiêu người cần phải suy nghĩ. Ngài nói ngày nay con người, người ta mới bị mất đức tin, người ta bỏ đạo, không phải là vì các vị chủ chăng hay những người có trách nhiệm trong giáo hội giảng dạy về những sai lầm về tín lý, về luân lý của giáo hội, nhưng họ bỏ đạo, họ mất đức tin vì đời sống nhân bản của con người. Cho nên chúng ta thấy rất là rõ tại sao có nhiều người nói rằng tôi bỏ đạo, tôi không đi lễ nhà thờ cả chục năm nay vì tôi đến với giáo xứ, tôi gặp ông cha khó tính, ông cha ông chửi tôi, làm cho tôi mất mặt với người giáo dân, khiến cho tôi không còn đến với nhà thờ nữa. Và chính tôi cũng đã chứng kiến với nhiều người, nhiều vụ đã nói rằng, hỏi tại sao mà lâu lắm rồi mà không đến xưng tội, nói là con đến xưng tội, nhưng mà khi mà con vừa xưng tội xong, con bị cha la, con bị cha chửi, cho nên cái đó là làm cho con bất mãn với đạo,
con không muốn xưng tội nữa. Có người bỏ đến 10 năm, có người bỏ đến 15 năm cũng vì lý do ông cha dữ quá, ông cha hay la quá. Ông cha lúc nào cũng chỉ có tìm những cái điều sơ hở của mình để la. Đó là lời của biết bao nhiêu người đã nói những điều đó. Và họ không đến nhà thờ nữa, không đến đi tham dự thánh lễ nữa. Và họ không muốn sinh hoạt trong các hội đoàn nữa, cũng vì các cái yếu tố đó, vì cái yếu tố nhân bản của con người. Chúa Giêsu nói lên cái trọn vẹn của cái đời sống thánh thiện của một con người không phải chỉ ở nơi những nhân đức siêu nhiên, nhân đức tin, nhân đức lúc nào cũng tin vào Chúa, nhân đức lúc nào cũng sốt sắng trong việc đến tham dự thánh lễ hay siêng năng đọc kinh. Nhưng Ngài còn nói lấy những đức tính nhân bản của con người nữa, đó là sự hiền lành và khiêm nhường trong lòng. Như vậy sự hiền lành và khiêm nhường đó theo nghĩa như thế nào? Sự hiền lành đó có phải là sự nhút nhát? Sự hiền lành đó là cái sự khờ khạo của con người? Không, Ngài không nói đến cái sự hiền lành và ở một những cái đức tính như là nhút nhát, như là khờ khạo, mà cái sự hiền lành của Chúa theo chính cái ngôn ngữ của Hy Lạp nói lên cái sự dịu hiền, nói lên cái sự ngọt ngào, nói lên cái sự không thô bạo cứng cỏi. Và nó mặc lấy cái con người không những là bên trong nhưng mà nó còn bên ngoài nữa. Đối với bên trong thì luôn êm ái hòa nhã, luôn nghĩ tốt, luôn yêu thương, luôn khoan dung, luôn biết thông cảm, luôn không có thành kiến với tất cả mọi người, luôn đối thoại và luôn biết chấp nhận để sửa đổi những cái sai trái trong cuộc đời của mình khi được người khác góp ý. Và cái điều sống bề ngoài của cái nhân đức hiền lành đó là gì? Đó là cái sự nhẹ nhàng, luôn biết tôn trọng, không có thô bạo, không có hung dữ, không có mạt sát ai. Đó là cái bên ngoài luôn thể hiện cái nhân đức như thế. Khi nói đến đức khiêm tốn thì là gì? Cái đức khiêm tốn khi chúng ta thấy rất là rõ ràng trong cái đời sống, thể hiện qua cuộc đời của những người lúc nào cũng ngạo mạn, thì chúng ta thấy rất là rõ khiêm tốn nghĩa là gì. Nghĩa là chấp nhận đứng dưới, nghĩa là bị hạ thấp, nghĩa là tự ý chấp nhận mình thua kém mọi người. Nói như thế không có nghĩa là mình chấp nhận những cái gì nó không có là sự thật của chính bản thân của mình. Nhưng nhân đức khiêm tốn còn nói lên rằng chúng ta chấp nhận sự thật về chính mình. Sự thật của chúng ta là gì? Là hư vô, là nhiều khuyết điểm, là yếu hèn, không làm được bất cứ điều gì ngoài những việc chúng ta chỉ xúc phạm đến Chúa. Và cái điều thứ hai nữa, đó nữa lên đây, sự công bình. Công bình vì tất cả những điều gì chúng ta làm ở nơi cuộc sống này, chúng ta có được gì thì chúng ta phải nghĩ rằng những điều đó không phải là đến từ nơi từ sức của mình, nhưng đến từ Thiên Chúa. Thiên Chúa làm cho chúng ta có thể làm được điều này, được điều kia. Thiên Chúa mới là tác giả chính. Thiên Chúa mới là người để làm cho chúng ta được những cái ơn lành, những cái điều tốt lành mà chúng ta có thể làm cho tất cả những người anh chị em của mình. Cho nên Đức Tổng Giám mục Timothy Dolan thì Ngài cũng nói, chỉ có một Chúa duy nhất, chỉ có một đấng cứu thế duy nhất, còn mỗi người chúng ta không phải là đấng cứu thế. Ấy thế mà nhiều người lại tự nhận mình là đấng cứu thế. Mình chỉ nghĩ rằng mình làm được điều này, mình làm được điều kia. Không có tôi thì mọi sự đó không thể thành công. Không có tôi thì mọi sự sẽ thất bại. Không có tôi thì giáo xứ sẽ tan rã. Và tôi đã thực sự chứng kiến một hội đồng giáo xứ kia, họ tuyên bố sẽ từ chức hết tất cả mọi sự. Và họ lên giọng gạc tuyên bố với tất cả mọi người rằng, khi mà hội đồng này chúng tôi mà từ chức, chúng tôi bỏ, bảo đảm quý anh chị em trên chỉ trong vòng 1-2 tháng thôi, là giáo xứ sẽ không còn là một giáo xứ theo đúng nghĩa nữa. Mọi người sẽ không có đến nhà thờ, mọi người sẽ không còn đóng góp nữa, mọi người sẽ không còn đến sinh hoạt nữa, vì chúng tôi mới là người cán đáng mọi chuyện ở trong giáo xứ. Nhưng lời tuyên bố đấy chỉ sau một tuần lễ thôi, cha xứ lại bắt đầu kêu gọi những người khác đến cộng tác. Và cuối cùng những người khác đến cộng tác, dù là họ tài năng họ không có,
nhưng với tất cả lòng khiêm tốn, vâng phục. Và cuối cùng càng ngày giáo xứ lại càng phát triển. Đến thời nay, tất cả mọi người chống đối ấy thì cũng lần lượt ra đi, giáo xứ vẫn tiếp tục tồn tại. Và cũng biết bao nhiêu là những người đã làm việc trong các đoàn thể, khi rời cái chức vụ của mình cũng đã có những lời tuyên bố ấy: không có tôi thì chắc chắn sẽ không có thành sự, không có tôi sẽ xảy ra nhiều chuyện này chuyện kia. Nhưng thực sự chúng ta biết Chúa đang cần những tâm hồn hiền lành và khiêm tốn, và chính Ngài mới là đấng cứu thế cho tất cả mọi người. Phần chúng ta không phải là Chúa cứu thế, chúng ta không ban phát mọi ơn lành, chúng ta không làm được điều này điều kia nếu không có ơn trợ giúp của Chúa. Cho nên tất cả đều quy hướng về Chúa để học hỏi nơi Chúa sự hiền lành và khiêm nhường trong lòng. Đó là những điều mà chắc chắn ngày hôm nay khiến cho cuộc đời của chúng ta suy nghĩ lại lời mời gọi của Chúa ngày hôm nay. Đôi khi chúng ta làm cho mọi người mất đức tin, làm cho mọi người bỏ đạo, làm cho mọi người không đến với Chúa được, làm cho mọi người không đồng hành sinh hoạt với chúng ta được. Không phải vì chúng ta nói với họ những điều sai về giáo hội, nói với họ những điều sai về Chúa, nhưng bởi vì cái đời sống nhân đức kém cỏi, cái đời sống nhân bản yếu kém của chúng ta khiến cho mọi người không thể nào gặp được Chúa, đến với Chúa và sống cuộc đời bình an được. Cho nên phải chăng công việc tông đồ của chúng ta thể hiện không phải bằng lời nói, nhưng thể hiện qua chính cái tư cách, cái nhân đức, cái nhân bản của con người của mình. Hãy sống cái đời sống hiền lành và khiêm tốn. Nhân đức hiền lành cũng dạy cho chúng ta một điều là chúng ta luôn làm tự chủ với những sự nóng giận của mình. Chúng ta luôn chịu đựng với những trái ý, với những nét xấu của tha nhân, của anh chị em của mình. Chúng ta luôn tha thứ cho những người luôn xúc phạm đến chúng ta. Những đức khiêm tốn cũng dẫn đến chúng ta một điều: khi chúng ta nhìn nhận đúng cái vai trò của mình, chúng ta là những người hư vô, người yếu thế, người kém cỏi, chúng ta chỉ biết dựa vào duy nhất một người, đó là chính Đức Giêsu Kitô, Thiên Chúa của chúng ta. Và khi chúng ta dựa vào một mình Ngài thì Ngài sẽ làm cho chúng ta những điều lớn lao cả thể hơn là những gì mà chúng ta tự nghĩ chúng ta sẽ được làm được điều này điều kia cho Chúa, cho anh chị em của mình bằng chính cái sức lực của riêng mình. Xin mẹ Maria là mẹ của sự hiền lành và khiêm tốn. Xin mẹ thương phụ giúp cho chúng con để cho chúng con có thể biết sống, sống một cuộc đời trọn vẹn theo nghĩa mà Chúa đang mong đợi. Một nhân đức đức tin thật sâu đậm, một đời sống đầy tràn yêu thương và nhân bản dành cho các anh chị em của chúng con. Amen. Tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha toàn năng. Thiên Chúa, ánh sáng bởi anh.
Chị em thân mến, chúng ta hãy ngước nhìn lên Chúa Thiên Chúa của chúng ta, đứng giàu lòng từ bi nhân hậu. Chúng ta dâng lời tạ ơn Ngài và lời cầu xin. Chúng ta hãy cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và các đức giám mục trong hội thánh. Xin Chúa cho các ngài luôn hướng dẫn mọi người đi trong con đường sự thật và bình an. Chúng ta hãy cầu nguyện cho những ai đang ngã lòng trông cậy dưới sức nặng của các vấn đề trong cuộc sống. Xin Chúa cho họ biết tìm kiếm bằng cách đặt mọi sự lo lắng trong đôi tay của Chúa Giêsu. Chúng ta hãy cầu cho những ai đang đau yếu. Xin Chúa ban cho họ tìm thấy được niềm an ủi và cứu chữa qua sự chăm sóc của những ai săn sóc họ. Chúng ta cầu cho đất nước Hoa Kỳ khi cuối tuần này mừng lễ độc lập. Xin Chúa ban cho mọi người dân được biết trân trọng, quý sự sống và tự do Chúa ban cho, để rồi cũng biết ý thức và tôn trọng sự sống của những người khác, đặc biệt là các thai nhi và của những người già cả bệnh tật. Xin Chúa nhắm lời
trong thinh lặng, chúng ta dâng lên Chúa những lời nguyện cầu thiết tha của mỗi người. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hiệu, Chúa hiểu thấu mọi người chúng con, người yếu đuối, tội lỗi rất cần lòng thương xót vô biên của Chúa. Xin Chúa thương ngự đến với chúng con và giúp cho chúng con sống xứng đáng, sống như những người con cái luôn mãi ngoan hiền, trung thành và đầy lòng yêu mến Chúa và yêu thương tất cả mọi người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Anh chị em hãy cầu nguyện để nghi lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận nghi lễ.
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hiếu, xin Chúa dùng của lạy chúng con dân thiên để thanh tẩy và hướng dẫn chúng con, cho chúng con ngày càng biết sống thân tình với Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha chi thân, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, tên là chính đang phải đau và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì chính Người khi sinh ra đã đổi mới con người cũ, khi chịu khổ hình đã tẩy xóa tội lỗi chúng con, khi từ cõi chết sống lại đã khai lối vào chốn trường sinh, và khi lên cùng Chúa là Cha, Người đã mở cửa nước trời. Vì thế cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con hát bài ca chúc tụng Chúa và không ngừng tung hô rằng: Lạy Chúa, Chúa thân là đứng thân, là nguồn mọi sự thân thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng hơn thân thần Chúa, thân hoa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và mẫu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh, tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nô vì các con. Cùng một thế thứ cây sau bữa ăn tôi, Người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vinh cứu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Khi nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hậu cần trước tôn nhang và phụng sự Chúa, chúng con tha thiên nài xin Chúa cho chúng con khi thông phận mình và mẫu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến Hội Thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn Hội Thánh trong Đức Mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Benedicto, Đức Giám Mục Jose, các giám mục phụ tá giáo phận chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin nhớ đến tôi thớ Chúa là các linh hồn Giuse, Maria, Đa Minh,
Giuse, Anna và Maria, cùng tất cả các linh hồn mà chúng con có ý dâng trong thánh lễ này, mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa, xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người đang bên các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho Thầy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, anh cả Giuse, các thánh tông đồ, cha thánh An Phong, các thánh từ đạo Việt Nam và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài xin cho chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Giám nguyện rằng lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha ta sáng, được Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin oai thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đáng khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, Đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiên tri muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Amen. Anh chị em hãy cho nhau. Thank you.
Để chiên Thiên Chúa đã đấng xóa tội trần gian, phô cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa ban một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con vừa là nhân hồng ân cao cả, xin cho chúng con được hưởng ơn cứu rỗi dồi dào và không ngừng chúc tôn tạ ơn Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen.
Chúa cùng anh chị em. Cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là cha và con và thân thần ban phúc lành cho anh chị. Amen. Lời đã xong, chúc anh chị em đi bằng an. Xin mời cùng đoàn mở sách Thánh Ca trang 448.